cho con dễ mình một con thôi, vậy ảnh về nuôi đi cho biết đó, giờ mình ảnh về thằng đứa một thôi. Tôi không hỏi tại sao mày dám hại cô, mày thấy tao trước kia dậy sớm nuôi con mày. Dạ. Mày hại tao thì mình chết rồi. Vậy mà sáng giờ vô rồi tụi chửi con đó chưa? Bây giờ nói chuyện nhỏ xíu rồi sáng chửi lớn lắm, gian động luôn. Cộng đồng mạng nói là nhìn thấy nó không có đúng sự thật. Yeah. Nhưng mà hồi bữa lên xong rồi, qua ngày hôm sau, cái van nó đem vô 1 triệu. Nhưng mà trong chùa không có nhận, nên mới nhờ chính quyền lại, có chính quyền nữa. Nhưng mà chính quyền nói, bây giờ tại sao, phải bữa đó là có quay vậy luôn, cho nó nói là ba mặt một lời. Nó mới nói vậy nè, nó nói là tại muốn lên truyền hình. Cái van nó nói là tại không muốn lên truyền hình nói. Cái mấy chú công an với mấy chị mà bên phụ nữ á mới nói là tại sao mà chùa gửi con vậy mà đi nói trong chùa vậy. Nó nói tại hình, nói chung là người ta kêu sao nói vậy. Dạ rồi, Minh Tơ mến chào cô chú anh chị. Thì hiện tại Minh Tơ đang có mặt tại chùa Liên Hoa. Thì hôm nay Minh Tơ có mặt tại đây cũng như là bên nhà chùa thì cũng nhờ kênh YouTube để quay về để đính chính lại cái sự việc của bé Ven, cũng có chuyện lùm xùm tại ngôi chùa này. Thì nghe nói chùa thì cũng dự định gửi trả lại cho bé Ven hai đứa con. Thì lúc trước bé Ven đang gặp khó khăn đã gửi hai bé tại ngôi chùa này. Thì sự việc như thế nào thì Minh Tơ mời cô chú gặp bên bảo mẫu tại chùa để tại vì trong cái clip á, những cái clip trước á của em chị Ven này nè, thì đăng lên thì nói những lời không đúng sự thật cho trong nhà chùa. Thì ở đây á thì mình cũng muốn phân tỏ cái nào ra cái nấy, nói đúng sự thật nó không đúng sự thật, chứ không phải như mình nói theo á là về đền đúng cái sự thật thôi, chứ không phải là mình sân si gì. Trong đó là mình không có sân si, tại vì trên đó người ta nói đó là mình sân si. Chị nghe cho em hỏi là cái video clip nào chị coi mà anh Ven nói như vậy, thì để cho cô chú cộng đồng mạng được biết, để cô chú xem lại cái video clip đó, là để chú xác thực lại câu nói của anh Ven có trong cái video clip đó. Dạ, trong cái clip của Khánh Tê á. Dạ. Mà có những nói những lời đó là chị, dạ, chị nói lại nha, là cái video clip trước ha. Dạ. Và hiện tại là bây giờ nhà chùa là cũng... dù là nuôi con của em Ven là 2 tháng hả chị, hay là có thay đổi gì thấy như thế nào không? Thì hôm hổm nó có qua nó để cái thăm con đó thì những cái lời nó nói ở trên cái cộng đồng mạng như vậy đó, thì nhà chùa không có đồng ý em nói như vậy không đúng sự thật, thành ra nhà chùa không có nhận nuôi con của em Ven này nữa, là gọi trả về cho em. Thì ở ủy ban phường cũng có vô thì nói là giờ nhà chùa lại giữ 2 tháng. Rồi ở ngoài phường người ta giải quyết trong cái cơ sở, người ta cuối năm tổng kết xong người ta vô người ta giải quyết cho các em Ven này, trả về cho em Ven hai đứa con này, chứ nhà chùa không có nhận nuôi nữa. Là chị có thể là kể cái câu chuyện mà khi mà bắt đầu hai đứa con với em Ven là từ đứa lớn tới đứa nhỏ, là bắt đầu khi nhà chùa mà nhận nuôi từ bắt đầu tới giờ không chị? Dạ, cũng như là ban đầu là đứa lớn là chị Ven này đem vô gửi là được 1 năm mấy rồi, còn cái đứa bé nhỏ sau này đó là gửi được mới có mấy tháng nay thôi đó. Là hiện tại bây giờ thì đứa lớn thì đang đi học, sáng đưa rồi học ở trường Bình Minh đó, còn đứa nhỏ thì còn ở nhà ở phía sau. Chị qua những cái video mới đăng trước đó thì có những cái bình luận trái chiều ở dưới đó, thì theo cái góc nhìn của chị cũng có xem video đó, bây giờ chị có phản ứng gì ra sao những cái bình luận đó? Thì những cái bình luận đó thì nói như là tại sao mà mình ở trong chùa mà nói chuyện là sao sân si, cái đó là ở đây là không hài lòng cái câu bình luận đó. Tại vì mình nói những cái gì là mình nói bằng những cái sự thật của mình, theo cái tâm ý của mình thôi, chứ mình không có sân si gì ở trên đó. Dạ. Dạ. Ủa thì chị như là đứa lớn gửi 1 năm mấy? Dạ, đứa lớn gửi được 1 năm mấy. Cái cơ duyên nào mà đứa nhỏ đến chùa? Thì cái chị Ven này nè, chị nằm vô là chị cho nhà chùa, chị nói là hai đứa con như vậy á, chị bán vé số nữa, chị không có khả năng nuôi, chị đem vô điện cho nhà chùa.
Rồi á, sư chủ trì ở đây mới nói thôi vậy là để là sư nuôi dùm cho tới 18 tuổi. Rồi có điều kiện khả năng đem con về, trả về tới 18 tuổi là trả về, nhưng chỉ nuôi dùm thôi chứ không có lấy cái đứa bé đó, chứ nó đem lại đem vô cho hẳn nhà chùa luôn. Còn cái đứa sau này á là ở công an phường đem vô gửi. Công an phường? Dạ, công an phường đem vô gửi. Nhận đem vô đây? Dạ, nhận đem vô đây. Nuôi dùm cho cái chị Ven này để chuyển mua bé. Công an phường nhận đứa bé vô đây? Dạ. Chị Ven có... Để cô bà. Chị Ven có lại đây để nhắn gửi hay là gửi gắm gì? Không, cái đem đứa bé đó vô đây là chỉ đến có một lần, một là hôm bữa đem vô 1 triệu á, đem như 1 triệu thăm con, mà nhưng ở đây không có nhận 1 triệu đó của chị. Không có nhận luôn. Dạ, còn đứa lớn thì vô thăm được 3 lần, còn cái đứa nhỏ đó là chỉ thăm 1 lần, hôm bữa đem như 1 triệu là tới nay rồi đi luôn đó. Con lớn của chị Quên là bao nhiêu tuổi vậy? Con lớn của chị Quên năm nay thằng nó chắc cũng ngoài 3 tuổi á. Ừ, chắc cỡ 3 tuổi. Đi Bình Minh đó chị. Dạ, học ở Bình Minh. Công việc nhà chùa hàng ngày là phải đưa cháu đi học hàng ngày. Đúng, đúng rồi, nó ở đây. Công việc đưa cháu đó là ai là đảm trách công việc đó? Phật tử, giống như là mấy tụi em đây. Đưa đón cháu đi học viết về, cơm nước giặt giũ. Dạ, thì qua cái vô lúc này thì một lần nữa thì cũng có hỏi lại chị rõ ràng về cái lời nói của mình cũng như là qua những cái bình luận của chính chị đạt xe, thì chị cũng chính bản thân chị cũng đã đọc những cái bình luận đó và là chị muốn đính chính lại những cái gì chị nói ở đây như để cho con chú hiểu là nhà chùa là không có ý gì hết, đã phát tâm là như là để nuôi những đứa trẻ bất hạnh như là hoàn cảnh là khó khăn, thì muốn cho những đứa trẻ sau này có được cái cuộc sống tươi đẹp hơn những đứa trẻ khác. Còn sự thật thì mình qua cái câu bình luận của cô chú chị thì chị cũng đã chia sẻ là như vậy. Chị là bây giờ cái chỗ mà để mình nuôi dạy mấy bé là gần khu này chị? Dạ gần ở đây, mà nhưng bây giờ tôi còn 1-2 đứa thôi, còn nhỏ nhỏ là còn lớn là đưa vô trường Bình Minh hết rồi. Dạ. Dạ. Sáng đưa đi hết rồi. Dạ, chị cho tụi em quan sơ qua chỗ. Dạ. Vâng. Dạ. Chị. Tổng cộng hiện tại như chùa đảm khách nuôi bao nhiêu bé nhỏ mồ côi ạ? Dạ 13 bé. 13 bé. Dạ 13 bé mồ côi. Dạ. Cái phần kinh phí để lo cho các bé ăn học này như là chùa lo hết. Dạ chùa lo hết. Tự nhiên những Phật tử nào mà ta thấy những trẻ này ta thấy tội thương vậy đó thì ta cũng cho được là sữa hoặc là tả quần áo, nhưng mà cho cái gì mà cái đó, còn là bao nhiêu thì đấy thì nhà chùa lo hết chứ không có kêu gọi ai. Thì hôm nay mình tới qua đây để quay chỗ ở của con chị Quen cũng như là chùa đảm nhận nuôi mười mấy bé mồ côi, thì trong đó có 2 đứa con của chị Quen. Ơi hả em chửa chưa bé lớn thì đi học đó nha, là đi nói sai chị. Dạ ví dụ như có vô thăm như anh đâu có vô thăm em bé hoặc con chị Ven nó vô thăm á thì ở đây em mới đem lên đúng không? Dạ. Tại nó khu vực này em chăm mà thế đem em bé lên còn không có vô đâu, đâu có biết ai là mẹ đâu mà vô kiếm con thì có làm sao đó vậy. Nhưng mà cái clip hồi bữa cũng nghe nói á của anh Cảnh Tê á, là em nghe lại thì hình như là cắt cái khúc đầu nó hơi gì rồi, là có tiền á, chúng sanh á, cho đồng ngân chứ không phải là tiền ngọt đồng ngân, cái vừa mua quà cáp đem vô chùa hết mấy triệu à. Nói vậy đó rồi mới nghe mới là mới tức, nói ủa không có vô đây không. Còn câu cuối cùng ấy nói là bản cái số là chiều á là đem đi bán xong là vô chùa quét sân chùa rồi bỏ đồng ngân vô tờ hùng phước tiền là 100 ngàn. Em nói ủa chiều á là tụi nó đi học về là em đem em chăm cho nó làm cho vòng vòng trước sân chùa á, em đâu có thấy cái gì đâu, nhưng mà mình nói là đây là mình nói trong chùa là nó sự thật. Yeah. Tại không thấy thì mình nói không thấy, còn á giúp đỡ cho chị Ben á với bà ngoại thì giúp như trong chùa này thì nói đúng là ở đây nuôi con giùm thôi. Yeah. Chứ đừng có nói là đem tiền vô đây.
là mua quà cáp sữa gì ở đây trong chùa này. Nói chung là người nào cho sữa thì cũng đỡ một chút, chứ không phải là cần là nó đem tiền vô đây. Nói chung là vậy. Chứ nói trên đây là cộng đồng mạng mà nè, Ven nó nói là đem tiền trong chùa là không có đúng sự thật. Ví dụ như những mấy anh xuống đây, mấy anh quay về nào thì phải tìm bé đó, thì phải xuống tới em mới cho gặp bé chứ đâu vô. Ví dụ là mẹ đi vô kiếm con thì phải là con đó, hai đứa con của em ở đâu thì muốn ra gặp mẹ thì phải ở đây, phải đưa hai đứa con nó lên cho mẹ gặp mẹ, chứ đâu có vô thấy vô đây đâu. Đúng rồi, phải dạ. Chăm hai bé trước. Dạ. Nhưng cái video clip ngày hôm qua đó là khi mà chị ấy chia sẻ lên về những cái lời nói của em Ven trong cái video clip mà nãy em nói đó, em có xem lại những cái bình luận không? Có nghe chị này nói không? Dạ có, nó là cộng đồng mạng nói là nhìn đây nó không có đúng sự thật. Dạ. Nhưng mà hồi bữa lên xong rồi, qua ngày hôm sau, cái Ven nó đem vô 1 triệu, nhưng mà trong chùa không có nhận, nên mới nhờ chính quyền lại, có chính quyền nữa, nhưng mà chính quyền nói bây giờ tại sao phải bữa đó là có quay vậy luôn, cho nó nói là ba mặt một lời. Nó mới nói vậy nè, nó nói là tại muốn lên truyền hình. Cái Ven nó nói là tại không muốn lên truyền hình nói. Cái mấy chú công an với mấy chị mà bên phụ nữ mới nói là tại sao mà chùa gửi con vậy mà đi nói trong chùa vậy. Nó nói tại nói chung là người ta kêu sao nói vậy. Rồi mình cũng không biết làm sao đâu. Nãy giờ là chị nói những lời là sự thật. Dạ, tại hồi bữa có công an nữa. Công an can thiệp vô, sư phụ là trả hai đứa nhỏ này. Tại không có muốn dính dấp vô cái chuyện này nữa. Tại chùa là nơi, dạ bây giờ là văn phòng nữa, không có muốn dính dấp vô. Rồi mới mời là bên hội phụ nữ tỉnh với hội phụ nữ của phường là gửi thằng nhỏ đi vô nè. Nên phụ mới nói là phụ trả hai đứa nhỏ này, phụ không nuôi nữa. Rồi hội phụ nữ với công an mới vô, rồi gặp Ven luôn, ngồi nói chuyện. Rồi Ven mới nói là giờ cho nó giờ ở tù nửa tháng, vài tháng gì đi, để cho sư phụ ở của em là để cũng như là vui để nhận hai đứa con nó nuôi lại. Nhưng mà phụ nói không, đã liên quan đến vậy rồi phụ không muốn nhấn nhấp nữa, không muốn mang tiếng nữa. Tại là cái này là nuôi cho trời nuôi, cũng như là từ thiện thấy tội nghiệp quá phụ nuôi thôi, chứ thôi phụ không muốn nhấn nhấp nữa. Cái mấy chú công an mới nói là bây giờ xin cho 2 tháng nữa để cho mấy đứa hội này nè, bên phường của người ta cho cô như viện á. Ở đây tụi em mới xin với sư phụ, nói là thấy tội nghiệp mẹ nó vậy đó, phụ nó còn nữa thì nó còn sẽ còn làm nữa, nên sợ liên quan đến chùa thôi đó. Thì thường ngày anh cũng thấy đi vô thì ở đây ta thấy hết trơn, ta biết con đứa nào đứa nào, còn mấy đứa này không cha không mẹ thì như mấy anh vô, mấy anh thăm thì thăm tất cả hết. Còn như riêng làm mẹ thì vô là phải kiếm con. Nên ví dụ anh vô, con cho anh xin con thăm con em, thì con em thì em phải biết con anh mới đưa ra. Còn đâu trong đây một bậy nít đâu biết đứa nào là con. Thì bởi vậy không có thấy vô thăm nên không có nói. Còn lúc mà thằng Bảo á thì vô không, từ rãi tới giờ là không có vô luôn á. Tại bỏ thằng này vô là mới vô được lần đó thôi. Là gặp Bảo mà thằng Bảo cũng đâu có chịu đâu. Hồi bữa, ngày bữa đó có công an nữa đem lại hai đứa này. Nó nuôi không nổi. Nó mới năn nỉ sư phụ á, nó nói bây giờ nhờ mấy chú công an á với bên hội phụ nữ nè, năn nỉ sư phụ giùm đi. Cái mấy chú công an mới nói sao mày làm vậy mà bây giờ mày kêu tao năn nỉ. Cái chị phụ nữ mới la nói tao năn nỉ lại lục sư cô á, để cho con mày nương náu trong mày rồi giờ bây giờ mày làm vậy mặt mũi nào mà tao nói chuyện với sư cô nữa. Đó là bên chị hội phụ nữ phường á. Đó là bữa đó có công an đồ vô là ngay ngày đem vô 1 triệu luôn. Còn nói một câu vậy nè, YouTube mới cho được 10 triệu. Bây giờ nói với mấy chú công an thôi, giờ cho trả lại 10 triệu đó đi. Để sư phụ đừng có nói này nói kia, đừng có hiểu lầm nó. Để cho 10 triệu, trả cho 10 triệu đó, để cho sư phụ nuôi hai đứa con này. Cái mấy chú công an nói, ở đây tôi đâu có nhận tiền đâu. Mấy chú công an nói với nó vậy đó. Ở đây là tôi không có nhận tiền. Chị nhận tiền của YouTube á, thì ở đâu thì chị kêu YouTube đó nhận tiền lại đi, chứ ở đây không mấy chú công an đâu nhận tiền, nên tiền là tiền của cộng đồng mà người ta cho chị. Giờ chị kêu tôi nhận 10 triệu đó rồi cho chị bắt chị một tháng hay là nửa tháng gì đâu, ba tháng gì ở đây người ta đâu có làm được. Rồi mấy chú công an mới nói á, ở đây mấy chị á là ủa ở đây không biết mày sao sao bên mày đi làm vậy. Mấy chú công an nói gì đó, cái nó chỉ ngồi nó cười thôi, nó gãi đầu nó cười thôi chứ nó không nói gì hết trơn á.
À, giờ cho con xin lỗi đi. À, năn nỉ sư phụ giùm đi, sư cô giùm để hai đứa con nó ở đây. Đó là hồi bữa có chính quyền địa phương lại can thiệp đó. Là nó nói vậy đó, bởi vì hồi bữa nói chung là cũng phải mấy công an rồi mới nói phải có YouTube lại đây quay ba mặt một lời để nghe nó nói chuyện. Mấy chú công an nói vậy luôn mà. Cái em mới nói là thì mấy bữa đó vô rồi bây giờ mấy người ta không có vô nữa. Người ta mấy chú công an là phường là còn kêu gửi mấy cái đoạn clip của cảnh tê với mấy anh kia quay gửi chia sẻ qua cho chú công an nó coi nữa mà. Em cũng chia sẻ qua cho chú công an nó coi rồi mới quay mở lên cho fan coi luôn. Fan nó nói là tại nó gãi đầu rồi, nó nói tại không biết sao mà khiến nó nói vậy nữa. À, mấy chú quen đó, giờ mày làm vậy đó con mày khổ không? Nó đi vô đây đi học, tại là bữa đó vô là thằng lớn nó đem đi học, chị này mới đi rước về là tính trả luôn, rồi em mới đem bảo hiểm đồ của nó mới đem đưa lên, chị này đi rước về nè là để trả luôn. Rồi cái mấy chú quen đó thấy không, con đi học trường Bình Minh học vậy đó, bận đồ sạch sẽ vậy không để con đi học mà bây giờ làm sùm như thế này nè, rồi con không có chỗ nương tựa nó, bây giờ sư phụ trả lại đó rồi như thế nào đó. Là của chị này đi rước nè, có chị này đi rước về cho mấy chú công an với bên hội phụ nữ á. Dạ có gì là những cái gì mà hôm qua nay chị bên đây nói là bạn gái đó là điều là sự thật không, nhưng là đó là những lời nói sự thật của hai chị ha. Để nói chung với anh là nuôi bằng cái tâm. Thí dụ như mấy người ở ngoài không gửi vô chùa, anh mướn người ở ngoài nuôi cũng phải tốn tiền, mỗi tháng là bao nhiêu tiền. Còn cái này là sư phụ cho gửi nuôi là tới 18 tuổi là trả lại, cũng đồng thời là lúc đầu bỏ thằng lớn á, là sư phụ cũng nói vậy. Nó cho sư phụ luôn, đưa khai sanh, đưa đồ hết. Ủa mới nói thôi mày khổ, tội nghiệp mày, thôi bây giờ tao cho mày vô thăm con, tao nuôi tới 18 tuổi tao sẽ trả lại cho mày. Bây giờ mày gán đi mằng đi rồi á, để lo cuộc sống hàng ngày. Sư phụ em có nói vậy, nó nói thôi con cho sư phụ luôn. Cái sư phụ nói không, ta cho tình mẹ con không có cắt được. Thí dụ giờ mấy đứa này bỏ thì không biết cha mẹ thì không có nói được, còn như có cha có mẹ thì nuôi tới 18 đúng trưởng thành ta sẽ trả cho mày. Sư phụ có nói là lời sư phụ nói với bé Ben vậy đó, rồi là thăm được thằng Bảo được dắt vô một lần rồi hai lần rồi là thôi luôn đó, là không có tới lui thăm nữa. Chị làm qua nay chị có đọc cái comment của các khán giả không chị? Dạ có, nhưng mà em tức em cũng không biết làm sao để vô. Rồi bây giờ cũng như cái ý chị là muốn nói gửi gắm đến khán giả như thế nào không? Dạ cũng cái comment như là chị đọc rồi đó. Dạ cũng như mong khán giả như là đừng có nói cũng như là suy nghĩ gì, chùa mà có tiền mới vô thăm trẻ mồ côi được, thăm con nó được, đừng có nghĩ là vậy. Tí ở đây này đây là ông mù này nè, bỏ cũng là từ hồi lúc giãn cách mà tới nay là cũng biết bao nhiêu tiền của sư phụ em rồi, trị bệnh rồi tới lui để trị cho ổng, cũng đâu có đòi hỏi gì đâu, cũng đâu có ai mãi, đâu phải kêu gọi gì. Đó là ông này là gọi như con á, thì nuôi bỏ ra nuôi dùm cho để con nít mà nó kêu bằng mà nó vô tư, nó vô tội đâu có biết cái gì. Đó thì mong cộng đồng á đừng có sân si nói về chùa, cũng như là hiểu lầm chùa là phải con bé Ben nó có tiền mới được vô chùa thăm con, cái đó là hoàn toàn sai sự thật. Còn á, cộng đồng á, thấy bà ngoại á, của bé Ben nó giúp đỡ giùm thì ấy, nhưng mà đừng có ai mà bình luận nói về chùa em là sư phụ là cái này cái kia, em không có thích cái vậy. Tại ở đây là nuôi bằng tấm lòng chứ không phải là kêu gọi cộng đồng để mà cho giúp đỡ cho mấy đứa này, chưa có. Thì em xin nói vậy đó, tại đọc mấy cái bình luận nhiều khi em vô bình luận em cũng biết làm sao, nói là trong chùa em á là mấy cô giữ trẻ, như em hỏi anh nè, sư phụ biết làm trụ trì đi trưởng thiệt, nhưng mà có mấy cô giữ trẻ này tụi em giữ đó, tả rửa đít rửa gái đồ cho mấy em này, vệ sinh cho mấy đứa em này, thì tụi em biết coi chăm con mấy đứa nhỏ này thì chỉ qua tụi em, sư phụ chỉ biết quản lý chùa rồi thì em chăm mấy bảo mẫu chăm em, thì ví dụ anh vô thì anh phải kiếm tụi em mới gặp con được con, đúng không? Thì nói những lời nói của bé Ben vô đây là không có sự thật.
em mong cộng đồng để cũng như là đứng chính cho chùa em không phải là như vậy. Đó là lại quay cái khúc mà nhưng mà nãy em coi là không có khúc đó. Nó là cho đồng ngân, không có nói là cho tiền mà cho đồng ngân, cho đi để mới cho đồng ngân, chúng sanh cho đồng ngân để mua quà cáp đem vô chùa, rồi chiều quét sân chùa bỏ thùng tam bảo 100.000, rồi nó còn gãi đầu. Anh coi từ khúc gãi đầu á, nói với cô với số á là để cho cô đó nói đi, em nói sao kỳ quá, anh nghe từ đoạn á. Vậy là chị xem cái kênh Tỉnh Tê cái video đó xong rồi hôm nay coi lại là không có khúc đó không? Dạ. À thì đó mong cô chú chị mà có xem còn không? Không kỹ cái video của Cảnh Tê đó lại, coi lại cái khúc đó rồi, cái khúc mà cho đồng ngân á, mua đồ vô chùa đó. Đồng ngân chứ không phải là tiền, gọi là đồng ngân, chúng sanh cho đồng ngân. Thì coi lại kỹ chứ. Thấy nãy coi sao qua sao lại là cái khúc đó không còn. Sao thì sao vậy? Biết sao. À, nhiều người coi lắm, trong gia đình em cũng chia sẻ cho nhiều người coi nó, ủa sao nó kỳ vậy. Nhưng mà nãy em mới nói là em tức, em mới nói ủa sao đồng ngân đem vô chùa hết mấy triệu chứ không phải là 2 triệu, hết mấy triệu đem mua quà cáp sữa rồi cho con, đem vô chùa cho con hết mấy triệu, rồi chiều đi bán với số ngàn vô quét sân chùa, nói rõ ràng mà, quét sân chùa bỏ tùng tam bảo 100.000. Nhưng mà có đâu, sự thật, nếu có thì mình nói có, mà không mình nói không, chứ nói làm chi vậy. Chùa cũng bỏ gian tay ra để nuôi 2 đứa con mà. Đó bây giờ tội là tội cho 2 đứa nhỏ thôi, ví dụ nhờ liên quan đến chùa, nói chùa vậy á, sư phụ trả cho bên công an với bên hội phụ nữ rồi là tội 2 đứa nhỏ. Chứ không có cái gì hết trơn á, như Seven nó cũng lớn rồi, ví dụ làm được cái gì thì nó làm ra tiền nó tự nuôi bản thân nó được. Tới không cả tội cho 2 đứa nhỏ, nó còn quá nhỏ thôi. Chị ở đây em có xem bình luận ở dưới á, thì nghe thấy người ta bình luận, người ta nói là khán giả nói là Seven á nó bệnh như vậy rồi mà chùa thì giữ con mà còn sân si nói này nói kia, như bệnh mà không thủy xã mà đi nói Seven như vậy. Theo ý kiến của khán giả như vậy đó, thì chị Mẫn Mẫu có cái lời nói gì không? Thì bởi đó cách trên cái cộng đồng, yeah. Thì vô đây á, thì mình hỏi á, thì á, em ở đây á, thì bảo mẫu giữ mấy trẻ này, yeah. Thì cái những cái gì á, thì em nói lên đây, đây cũng là cái mạng cộng đồng chia rộng ra chứ không phải là 1-2 người mà hiểu biết mà nghe, yeah. Thì em nói cái gì là em nói bằng những cái sự thật, cái nào mà không đúng sự thật thì em phản đối, em nói không đúng sự thật đó là em nói bằng cả tấm lòng của em thôi, chứ em không có là sân si gì ở trên đây hết trơn á. Nếu mà em đi sân si này nọ tánh em với hả, nhưng mà ích kỷ này nọ, tại sao em vô đây em nuôi mấy trẻ 10 mấy đứa này cũng em chăm được, yeah. Nó có ai dám mà vô mà để mà phát tâm mà để nuôi những mấy đứa trẻ nhỏ nhỏ này không, yeah. Gia đình chỉ 1-2 đứa thôi làm sao nuôi, người ta còn không chịu nổi rồi, còn này 13 đứa đó, rồi 2-3 người bảo mẫu trong đây phải chia ra để chăm từ đứa. Cà nâu, cà nâu sân si sao mà chăm được mấy đứa này, yeah. Cà nâu bỏ lại đây để lên. Thì hôm nay cũng như là nhà chùa cũng như là gọi em đến là để là phải làm cái vô clip thứ hai này để như là đính chính lại một lần là những gì là sự thật hết, yeah. Còn ở ngoài là những cái bình luận ý kiến của chú cộng đồng thì nói chung là có người về người khác, yeah, thì yeah. Đó, nhưng mà chị ý chị muốn là để cho cộng đồng biết được như là nhà chùa đã nghe được những gì mà em Ven nói qua những cái vô clip mà nhà chùa đã nhìn thấy, yeah. Đấy, cảm ơn chị hay chị em, dạ, dạ. Dạ. Dạ tại em muốn cộng đồng để ví dụ chia sẻ này, nói đừng có nói chùa em sư si hay là gì, tại nói chung ra là nuôi là bỏ cái tâm bằng cái tấm lòng để nuôi bé, nhưng mà nói như vậy cái với chùa anh là như chỗ mà văn phòng nữa, dạ. Dạ đó từ chỗ đó nên tụi em mới nói chứ không phải là sư si. Cái gì nói đúng thì ở đây người ta chấp nhận, còn những lời không đúng thì kêu anh bằng thế nào anh cũng phải nói ra để cộng đồng mạng mà đâu có biết nói là chùa em phải có tiền mới vô được, yeah. Đâu có vậy được, tại ở đây dù có tiền mới nuôi được vô được thì mà tất cả mấy đứa trẻ này là phải kêu bằng mà có tiền mới nuôi mấy đứa này sao. Thì cũng chúc cho hai chị được sức khỏe để cùng với cô bảo mẫu lo cho mấy trẻ mà có hoàn cảnh bất hạnh như những đứa trẻ này ha. Dạ em cảm ơn. Dạ. Cô em tạm biệt nhé. Dạ dạ.
xử vụ em như vậy á. Không, con phải nói đàng hoàng. Nói đàng hoàng. Con đã sẵn sàng nuôi con của con. Tại sao con dám nói với thằng YouTube á, là con như vô đây hả, con tốn 2-3 triệu bạc con mới vô thăm con của con được. Thì lỡ lời thôi xin không. Không, không lỡ lời. Ở đây là khác cái thằng YouTube. Thằng YouTube là nó khác. Không có được lỡ lời. Giữa con chưa bao giờ đem vô đây 1-2 triệu bạc nuôi con của con. Con đừng có nói vậy. Không có dùng từ lỡ lời được. Không có dùng từ lỡ lời được. Lỡ lời là sao? Con nói đâu đó đàng hoàng. Không mua cái tiền mua, này cái đó là mua mô xảo nguyệt. Mua mô xảo nguyệt và đem tiền vô đây ha. Tao mày chưa. Bữa nay là tao thấy lần đầu tiên mà đem 1 triệu bạc vô đây thôi. Chứ chưa bao giờ mày đem một tờ 500 vô đây nữa. Mà mày dám nói với dần YouTuber ha, là mỗi lần vô chùa phải tốn 2-3 triệu bạc. 2 triệu mấy. Không. Mua quần áo, mua sữa đó. Trời lúc ơi. Đó ta có đi vô dạ, đây. Quần áo, sữa sùng cũng không có 2 triệu mấy đâu con. Ừ. 2 triệu mấy mày bộ ít lắm sao? Bịch tả. Có một bịch tả. Bịch tả 200 mấy ngàn. Ta còn mặc đồ đẹp đi vô. Thôi, đồ đẹp đồ gì cũng vậy. Không có ai mà 2 triệu mấy bạc mà bao nhiêu đó hết trơn á. Mày đừng có gạt chúng sanh ha. Mày là giả ma giả Phật, mày gạt chúng sanh, mày chết người rồi. Mày đâu biết, ông đâu có biết cái vụ này không gần gần người ta chia sẻ trên cộng đồng đâu. Ông đi cầm cái nãy ông chửi kìa. Nó chửi kìa. Chửi gì? Nó không biết gì mà là ấy gì á, nó này kia. Đó con ăn nó xuống nó báo chạy, con chạy con gần chết luôn đó. Mày coi coi nó đâu. Lấy 1 triệu này chú Tài, ông muốn 1 triệu này là chết nữa. Chú Tài không biết cái gì, chuyện gì hổm rài xảy ra trên cái mạng cộng đồng. Vừa đó, lên thấy nó còn ngồi bên đó đó. Nha. Giờ phường nó chuyện mày không có dùng chết. Từ là mày lỡ lời với tôi mới YouTube được. Tại sao nó rồi thêm nó lỡ lời, thêm, lỡ lời giờ, giờ làm sao rồi thêm một cái bài vé số nữa. Rồi nó vô đây á, không gặp được trụ trì. Bây giờ muốn tin á là gặp trụ trì còn. Không, không có xin lỗi. Nè cái bà bán vé số ha, tao bực bội bà nói vậy nè. Bây giờ kêu thằng YouTube á là vô gặp thẳng trụ trì, biết guồng ngõ gốc mày gọi con mày. Còn những cái người mà nuôi trẻ trong đây không biết gì. Tại sao tao nuôi giữ con tụi mày mà tao không biết được. Bà biết cái gì mà bà dùng cái từ đó lên cái YouTube này bà để bà nói. Bà có cho thuốc con mày uống không? Bà có nuôi con mày không? Có đưa con mày đi học không? Có rửa đít cho con mày không? Có đút cơm cho con mày ăn không? Bà biết cái gì? Mà bà nói là vô là gặp sư trụ trì mấy ruộng ngõ, còn vô gặp mấy cái cô mà giữ trẻ này không có biết gì hết. Không rồi biết là, mà nuôi con tụi mày hai ba đứa. Trẻ nó khác, sư trụ trì nó khác. À. Nó sư trụ trì nói khác, giữ trẻ nói khác. Ủa, người ta giữ trẻ dạ. Theo dõi tao chăm hàng ngày đó, những cái gì mà vô đây tao biết. Mày thấy không, mà vô đây nè, sư trụ trì còn không có ở nhà nữa nè, mày thấy không? Bé An ơi, tao là người giữ trẻ nè. Bé An ơi. Mà bây giờ mày quay lại mày xin lỗi cô, mày nói là mày lỡ lời với YouTube là lỡ lời sao? Nhưng mà cộng đồng mạng tự quay ta có biết đâu. Ủa. Mà nói đàng hoàng. Nè, nói đàng hoàng nha. Không có tự nha. À, tự phát ra chứ người ta không ép nha. Người ta không có đổ nước mà được à, lời nói là em tự em phát ra. Cái cảm nghĩ của em sao em nói như vậy? Chứ người ta không có đè mình, người ta giật mình xuống, người ta đánh mình, người ta đổ nước, đổ thức ăn. Cái đó là nói người ta ép mình. Từ tâm mà em hay lắm mà. Từ tâm trời người mà, du tu la mà. Rồi à, vị tỳ kheo ni, tỳ kheo tăng, tăng đòn nữa. Tăng đòn có nghĩa là gì? Em dịch cái tự nghĩa tăng đòn chị nghe coi. Tăng đòn là chưa tăng đại chúng. Rồi. Rồi sao nữa? Đồng ý. Rồi tăng đòn nó còn có nghĩa tăng đòn khác nữa. Tăng đòn là tăng gì? Tăng đòn là chư tăng đại chúng là chúng sinh. Sao nữa rồi? Sao? Nói bậy. Rồi, nói bậy rồi đó. Bây giờ ta đang vô minh làm sao lúc nãy mà ủa, vô minh gì? Nè, nói rồi. Bây giờ ép buộc ta quá làm sao ta có thân tâm thanh tịnh. Không, ép thanh tịnh rồi. Đừng nói là vô minh. Ông á, đừng nói con à. Mày cỡ không tháo tỉnh đất bồng con này mày chết. Mày ẩm con mày về cho tao. Tăng đòn. Tăng đòn. À, nó nãy giờ quên hỏi vô câu tăng đòn. Rồi. Giờ nó tăng. Bao nhiêu vậy vô tăng đòn? Không, tăng là tăng đòn, ta tăng là gì? Nó trả lời sao? À, cái gì hồi nãy cái gì mà sao nói lại đây? Tăng đòn của mày. Ta không nói thì làm gì ta? Nó gài ta đó. Ờ, gài gì? Mày nói hay lắm mà mày nói cho mấy lúc YouTube nãy những người. Lúc nãy nói tâm ta thanh tịnh, bây giờ làm ta như vậy tâm ta lớn rồi. Ôi, rồi. Ôi, trời ơi, sao nữa bây giờ dịch sát không bây giờ khóc. Ừ. Hồn mà nhập vô bây giờ khóc hết á. Làm gì phải khóc? Con này giả nè. Chỉ biết là chư tăng là chúng sanh thôi. Không, không đúng. Tăng không có chúng sanh. Đây là ni cô. Không có ni cô, khóc gì ở đây cho. Đó, mày ẵm con mày về. Ẵm gì à? Đó. Đó, mày ẵm con mày về đi. Ẵm con mày về đi. Đó, tao ở đây tao cũng không ngủ được. Ở đây tao cũng không ngủ được. Ẵm về đi. Tao phải giữ con mày.